Hello, chào con trai. Giờ này thì chắc là con trai cũng đã lên giường đi ngủ rồi. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Hiện tại thì ba đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và một tiếng nữa máy bay mới bay. Thì ba sẽ tạm xa Elephant trong vòng 4 ngày. Đó, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, tối thứ 2 ba về. Thì chuyến này ba sẽ đi lại cái cung đường Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Cái cung đường này thì mùa hè năm ngoái ba cũng đã có đi rồi, mùa hè năm trước nữa là cũng có đi rồi, nhưng mà giống như là năm nào mình đến mùa hè mình cũng lại thích ngồi trên chiếc xe và dông ruổi. Thì đợt này ba sẽ đi với chú Nhân. Ba hy vọng là khi mà con lớn lên, con xem cái video này thì con sẽ có cảm hứng làm những cái chuyến đi như vậy, đi dọc cái đất nước mình, đi những cái cung đường đẹp để mà thấy được cái sự hùng vĩ, cái sự tươi đẹp của đất nước mình. Đó. À, giờ này thì chắc là con cũng đã ngủ rồi, mẹ ru con ngủ rồi. À, ba thì đang chờ đợi chuyến bay. Rồi. Mới 8 giờ thôi, còn một tiếng nữa máy bay mới cất cánh, cũng chưa lên được tàu bay nữa. Rồi thì ba sẽ đi và ba sẽ quay lại những cái video clip, những cái cảnh đẹp ở trên đường, những cái câu chuyện hay ở trên đường, để mai này con lớn lên con xem con sẽ hiểu hơn. Chìa khóa mô đấy cắm ở dưới yên á. Ghi răng là răng, My ưng cái chi khi mà ta cần ta tư vấn cho My thì My không ghi. Khi mà My không nghĩ ra cái chi thì My lại ghi cái chi anh. Ghi như năm ngoái, năm ngoái là chi chiến Equator Stake. Ghi là anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch. Bao tay mua máy đó 700 mấy, 800 gì đó. Hello, chào tất cả anh em. Hiện tại thì mình đang ở đồi chè Đông Giang. Bây giờ thì mùa này thì đồi chè nó không được có xanh mát như là những cái gì mà trên hình người ta chụp. Nhưng mà đây là đồi chè Đông Giang. Đó, ở ngoài xa xa kia thì bà con đang thu hoạch lá chè. Sáng giờ thì chạy được khoảng 40-45 km. Và xe của ông Nhân thì nó quá ồn, chạy điếc hết cả tai luôn á. Thì kế hoạch là mình sẽ chạy chiếc CRF150L này đó, cho nó bớt ồn đi. Ngoài này nè, các bạn thấy bên đây là thu hoạch hết rồi, bây giờ cũng không thấy ai chăm sóc. Còn mình nghĩ ngoài kia là chắc là cũng thu hoạch những cái... Nghe thấy tiếng vang không? Anh nói là tiếng nó vang vang đi á. Rứa hả? Thì ngoài kia chắc là bà con cũng... hái những cái lá chè cuối cùng, những cái lá chè còn non cuối cùng. Đó. Ở bên kia cũng là khu vực trồng chè, bên đây cũng vậy. Ở đây là địa phận Quảng Nam rồi, huyện Đông Giang, Quảng Nam rồi. Đó.
Thì cái chỗ đồi chè Đông Giang này nằm trên cái tuyến đường quốc lộ 14G á. Sáng giờ thì đường nó cũng khá là xấu, cũng không có được êm ái lắm. Đường nữa là đẹp rồi đó, thấy là còn xấu hơn nữa kìa. Rất hả? Thời tiết thì bây giờ là nắng nhưng mà mát mẻ. Chắc có lẽ là đi trong rừng cho nên nó như vậy. Thank you.
hay làm đó. Cũng ra dáng thịt thủ đó chứ. Coi chừng tái nghe cha. Thank you.
Một lần nữa vừa rồi từ buồng lái cơ trưởng xin thông báo đến du khách chuyến bay đã đáp trễ vì lý do thời tiết xấu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Giờ đáp mới dự kiến vào khoảng 14:35. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chuyến bay đến quý khách. Quý khách vui lòng vẫn ngồi tại ghế cài dây an toàn.